Chị ơi, chuẩn bị thêm đường cho anh bán bún đi. Anh nào? Em ơi, cho anh xin ít đường ơi. Sao em đoán như thần thế? Em có đoán đâu, anh là khách quen của quán mình. Khai mau, để ý đến anh ta phải không? Em chỉ am hiểu khách hàng thôi mà. Mình ngồi bàn anh nhé. Em ơi, cho anh gọi đồ. Ờ, anh chị dùng gì ạ? Cho chị một ly cam tươi nhá. Em ơi. Dạ. Chị một ly cam tươi. À vâng, vâng. Khiếp, không thể tin được. Thế mà lại cắm sừng chồng. Lẩm bẩm cái gì đấy? Chị cắm sừng chồng đấy. Ai cắm sừng chồng? Thì cái chị áo trắng cái kia. Chị biết là ai không? Là ai? Vợ diễn viên Tuấn Anh mà chị cũng không biết à? Thế á? Ừ. Mà này, em quan tâm đến chuyện nhà người ta làm gì? Với lại chắc gì cái anh ấy đã là bồ của người ta. Ôi dồi ôi, không phải bồ mà nắm tay. Ôi dồi ôi, em phải gọi cho chồng chị đến xử lý mới được. Em quen chồng chị ấy à? Ừ, em quen, em biết biết thôi. Thế em định liên hệ với anh ta á? Vâng, ôi dồi ôi, chị đừng cản em nhá. Anh Hùng thấy chuyện bất bình là phải làm. Anh Hùng ơi, họ gọi đồ uống gì đấy? À, ừ nhở, nấu đá với nước cam chị ạ. Nhanh nhanh cái tay lên. Vãi buồn. Em mời chị. Chị ơi, anh Tuấn Anh nhắn tin cho em này. Nhắn cái gì? Thì nhắn là anh sẽ đến đây. Trời ạ, em có biết là em làm như thế là đốt nhà người ta không? Em chỉ muốn cho anh ấy xem rõ bộ mặt của chị thôi. Em có biết là việc của em ấy ở đây là pha trà, cà phê, phục vụ khách cho tốt, chứ không phải soi mói thọc mạch vào chuyện của thiên hạ. Chị chủ mà biết ấy, là đuổi việc em luôn đấy. Thôi, mũi tên đã rời cung rồi, đành chịu. Em lấy máy, nhắn lại cho anh ấy là vợ anh ấy và cái anh gì đó đã rời khỏi quán rồi. Nhanh lên. Nhưng mà... Luôn vào ngay. Không kịp nữa rồi, anh ấy bảo là anh đang ở gần đây chị ạ. Chị chịu em rồi đấy. Lan, anh có phải đi lên công ty không? Đi làm. Chào hai người. Anh Tuấn Anh. Sao anh lại ở đây ạ? Chào anh. Quả đất tròn thật. Lâu lắm không gặp. Hai người biết nhau ạ? À, từng là đối tác em ạ. Anh vẫn luôn lo lắng từ khi chúng mình chia tay. Không biết bạn trai mới của em có thích hợp để làm cha dượng của con anh không? Nhưng mà bây giờ thì anh yên tâm rồi. Em ơi, cho em một nước. Dạ vâng ạ. Anh chị dùng gì ạ? Cho anh một đen đá, ít đá, không đường. Dạ vâng ạ. May cho em ấy nhá, vợ chồng người ta ly hôn rồi, chứ không là hôm nay chết đấy. Em biết lỗi rồi. Nhìn hai người thế này, tôi có chút ghen tị đấy. Hai người còn đẹp đôi hơn cả tôi với Quỳnh trước đây đấy. Cảm ơn anh.